Xin chào anh em và chào mừng anh em đã đến với kênh của mình. Nhân vật của chúng ta kỳ này lại là người nhện. Trước đây thì mình có làm cái em người nhện này rồi, một em Iron Spider, nhưng mà lại là ở trong phim Infinity War. Còn ở trong video này là một cái phiên bản ở trong phim Endgame. Nhìn sơ qua thì mình thấy em này có những cái món phụ kiện cực kỳ có giá trị. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Về phần hộp thì sẽ có cái tông màu giống như là các poster phim. Phần thông tin sẽ có cái màu vàng metallic. Về phần thiết kế hộp thì quá quen thuộc rồi. Phần trong suốt này thì chúng ta sẽ thấy được một vài món ở phía bên trong. Phần giấy sẽ có các thông tin như là logo nhà sản xuất, logo của bộ phim, tên và mã số nhân vật. Cuối cùng là chân dung của người nhện. Phía bên hông hộp sẽ là các cái tư thế demo của nhà sản xuất. Ở phía sau, bên trong hộp thì chúng ta sẽ có hai cái khung nhựa. Cái khung nhỏ này sẽ có một cái bộ chân nhện cùng với ba cái chân đế, một cái chân đế thường, hai cái còn lại thì là một cái dạng tiểu cảnh giống như là ở trong phim. Phía sau còn có hai cái chân đỡ. Cái khung nhựa còn lại sẽ có người nhện cùng với rất nhiều phụ kiện lớn nhỏ, cây búa dính tơ nhện. Chi tiết này là tái hiện cái cảnh anh chàng Spider-Man đu theo cái cây búa Thor ha. Một cái găng tay nano, một cái bàn tay thay thế. Bên này là hiệu ứng lúc mà di chuyển của Dr. Chen. 6 cái con mắt để thay thế. Có một cái ở chế độ quỷ diệt nè. Bên này là khuôn mặt của Peter Parker. Hai bàn tay thay thế và hai cái bàn tay đang bắn tơ. Em nhện của chúng ta với cái màu đỏ metallic có một tí ánh cam. Các cái chi tiết thì vẫn rất là đẹp. Anh em cũng có thể thấy được những cái đường ở trên cái phần thân, không hề bị lem. Ở phía sau sẽ có hai cái lỗ cắm. Phía trên là lỗ cắm cho cái bộ chân nhện, còn ở phía dưới sẽ là cho cái phần chân đế. So sánh với các em ở phiên bản cũ, thay đổi chủ yếu mà mình thấy được đều nằm ở cái phần trước ngực, còn lại là nhà sản xuất lấy y nguyên ở phiên bản cũ luôn. Chi tiết phần đầu, những cái lằn chìm hình tơ nhện. Cái phần đầu này có thể tách ra được, còn cái phần đường cắt thì nhà sản xuất làm theo cái đường tơ nhện cho nên nhìn nó sẽ không có bị thô. Chi tiết ở phần thân, về phần khớp thì đây là một cái dạng Acid Fit cho nên sẽ có những cái khớp cơ bản. Phần đầu này thì sử dụng cái khớp đặc trưng, có thể cử động rất là thoải mái. Khớp vai, một cái khớp trục ở tay, khớp cùi chỏ và bàn tay. Ở dưới phần thân thì có một cái khớp ở ngực có thể gập được. Biên độ gập là nhiêu đây. Cái khớp ở eo có thể cử động được một tí. Khớp ở phần háng, chi tiết ở đây thì được làm bằng cái nhựa mềm cho nên khi mà cử động sẽ không có bị vướng. Kết hợp với cái khớp ở phần bụng này thì em nó có thể đá được lên tới đầu luôn. Khớp đầu gối. Cuối cùng là ở cổ chân. Đến cái phần phụ kiện thì đầu tiên là cái bộ chân nhện, cũng được sơn thành màu vàng metallic rất là đẹp. So sánh với cái phiên bản cũ, hoàn toàn giống nhau từ chi tiết cho tới màu sắc. Các cái chân nhện này cũng có cái khớp cho nên có thể cử động được. Có một cái chấu để có thể gắn vào cái phần lưng. Tiếp theo là các cái phần mắt, cho anh em xem kỹ cái phần mắt này. Cái màu trắng này được nhà sản xuất sơn bằng cái màu ngọc trai, có ánh xanh rất là đẹp. Phần mắt này ở chế độ quỷ diệt. Để thay thế thì chúng ta sẽ tách cái phần đầu này ra, sau đó là thay cái phần mắt này vô.
cái găng tay nano, nhỏ thôi nhưng mà nhìn chi tiết rất là ok ha. Còn đây là phần găng tay ở trong cái bộ Thanos mình làm trước đây. Phía bên hông có một cái lỗ, đi kèm với găng tay là một cái bàn tay có cái chấu, chủ yếu là giúp cho em Spider-Man có thể cầm được cái găng tay nano này. Tiếp đến là các cái bàn tay thay thế. Cái phần tay này thì có đi kèm thêm cái phần giáp màu vàng cho nên nhìn nó hơi bị to. Hai cái tay này thì là đang bắn tơ. Phần tơ này có thể tháo ra được. Cây búa Mjolnir có dính cái tơ nhện. Phần tơ này thì được dính vào cái thân búa, không có tháo ra được ha. Để trang bị thì chúng ta tháo cái phần tơ ở cái tay này ra, sau đó là gắn vào. Tiếp đến là cái phần khuôn mặt của Peter Parker. Giống như là những cái em nên đâu đâu trước đây thì cái phần tóc này có thể tách ra để có thể thay thế những cái khuôn mặt khác. Cái phần cắt ở trên đầu cũng được làm theo những cái lỏng tóc cho nên nhìn nó rất là mềm mại, không có bị thô. Cái hiệu ứng của Dr. Chen nhìn vô thì giống như là cái cảnh đánh nhau với Thanos ở Infinity War ha. Hiệu ứng này thì có hai cái chân cắm, có thể cắm vô được cái chân đế này. Còn phần tiểu cảnh này thì giống như là cái bộ ba mình làm trước đây, y chang luôn. Cuối cùng, phần nhận xét của mình về món đồ chơi này. Ưu điểm tất nhiên là chi tiết đẹp nè, màu sắc rất là ok. Nhiều món phụ kiện mà mình thấy có giá trị như là cái găng tay nano nè và cái cây búa thơ. Còn về khuyết điểm chắc là giá thành cao, với lại thiết kế cũng giống như là các em phiên bản cũ. Đó là những gì mà mình thấy được. Còn đối với anh em thấy sao thì có thể cho mình biết ở phía dưới phần bình luận ha. Video của mình đến đây thôi. Cảm ơn em đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video inbox và review lần sau. Bye bye.